Duy Đỗ thân ái kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ là Duy có một cái hành trình đi bắt đầu từ hẻm này là hẻm 14, đường Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình. Hành trình mình đi đến số 24C Nguyễn Sáng, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Hiện tại bây giờ là 18 giờ gần 6 giờ chiều rồi. Thành phố sắp sửa lên đèn, hôm nay thì 6 giờ nhưng mà bầu trời còn thấy hơi thận sáng sáng đấy. Rồi mình ra đây là trước mặt mình là đường Cộng Hòa gì. Các bạn.
Hòa lại quá xa. Tân Kỳ, Tân Quý, khu vực này là phường 15 quận Tân Bình. Ở phía trước là ngã tư Tân Kỳ, Tân Quý với lại Trường Chinh các bạn. Ok, 25 nhà 1 hộp. Rồi mình qua ngã tư Tân Kỳ, Tân Quý với lại Đường Chính.
700m mà nhích bây giờ được 50m. Chúa đã thoát được cái con đường đau khổ này. Rồi bây giờ là Duy thoát được ở Tân Kỳ Tân Quý, ra đây là nơi cổng thắng nè. Cô này là phường Tây Thạnh, quận Tân Phú các bạn ơi. Duy cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hành trình của Duy từ Tân Bình qua lên bên quận Tân Phú này. Một lần nữa Duy thân mến chúc quý vị và các bạn một ngày mới mình ăn và hạnh phúc nha. Duy bye quý vị và các bạn.